Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với Giải Mã Bí Ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá về cuộc đời và triều đại của một trong những vị vua đáng nhớ nhất của nước Anh, vua Edward I. Sinh năm 1239, vua Edward I lên ngôi vào năm 1272 và trị vì trong 35 năm. Ông đã để lại tác động lâu dài đến lịch sử nước Anh và hơn thế nữa. Từ những cuộc chinh phạt quân sự cho đến những cải cách chính trị, Edward I là một vị vua có quyền lực và ảnh hưởng to lớn nhất trong thời kỳ trung đại của nước này. Vì vậy, hãy ngồi lại và cùng với Giải Mã Bí Ẩn đi sâu vào cuộc đời của nhân vật lịch sử hấp dẫn này và khám phá những di sản của vua Edward I đã để lại cho hậu thế các bạn nhé. Tuổi thơ và hôn nhân. Vua Edward I sinh ra trong hoàng tộc nước Anh vào năm 1239. Ngay từ nhỏ, ông đã được giáo dục và được rèn luyện về cách lãnh đạo và cai trị. Lớn lên trong thời kỳ đầy biến động của chính trị và quân sự, ông đã học được tầm quan trọng của sức mạnh và sự quyết tâm khi đối mặt với nghịch cảnh. Năm 1254, ở tuổi 15, Edward I kết hôn với Eleanor of Castle. Cặp đôi đã có một cuộc hôn nhân bền chặt và yêu thương kéo dài cho đến khi Eleanor qua đời vào năm 1290. Trong suốt cuộc hôn nhân của họ, nữ hoàng Eleanor là người bạn đồng hành thường xuyên của chồng, đồng hành cùng ông trong nhiều chiến dịch quân sự và đóng vai trò là hậu phương vững chắc. Cuộc hôn nhân của họ đã giúp củng cố vị trí của vua Edward và được coi là biểu tượng của sự thống nhất giữa Anh và Castle. Edward I và Eleanor có 16 người con và cuộc hôn nhân của họ được biết đến là bền vững và cực kỳ lâu dài. Bất chấp những thách thức và bất ổn trong thời gian đó, cặp đôi này vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt và yêu thương nhau trong suốt cuộc đời. Tham vọng. Vua Edward I đã sớm có tham vọng chinh phục và mở rộng vương quốc của mình. Khi còn trẻ, ông đã cùng với cha mình, vua Henry III, tham gia các chiến dịch ở Pháp và tham gia vào cuộc bao vây thành phố Lewes của quân đội Anh. Những kinh nghiệm ban đầu này đã giúp hình thành các kỹ năng quân sự và mong muốn chinh phục của ông ta. Chiến tranh Nam Tước lần thứ hai. Chiến tranh Nam Tước lần thứ hai là một cuộc xung đột ở Anh dưới triều đại của vua Edward I, kéo dài từ năm 1264 đến năm 1267. Đó là kết quả của sự bất mãn của các Nam Tước đối với sự cai trị của vua Henry III. Và xung đột bắt nguồn từ những bất đồng về quyền lực của nhà vua, nỗ lực tăng thuế và ảnh hưởng của người nước ngoài trong chính phủ. Các Nam Tước do Simon de Montfort lãnh đạo nổi dậy chống lại nhà vua và giành được chiến thắng quan trọng trong trận Lewes năm 1264. Vua Henry III và hoàng tử Edward, sau này là vua Edward I, bị giam cầm bởi các Nam Tước. Tuy nhiên, hòa bình chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi hoàng tử Edward trốn thoát và huy động một đội quân để đánh bại các Nam Tước trong trận Evesham năm 1265. Simon de Montfort bị giết trong trận chiến và cuộc nổi dậy bị dập tắt. Chiến tranh Nam Tước lần thứ hai có tác động lâu dài đến nước Anh và hệ thống chính trị của nước này. Nó đánh dấu lần đầu tiên các Nam Tước thách thức quyền lực của nhà vua và cho thấy quyền lực và ảnh hưởng ngày càng tăng của các Nam Tước trong xã hội Anh. Ngoài ra, cuộc xung đột đã giúp tạo tiền đề cho sự phát triển của một chính phủ đại diện hơn ở Anh khi vua Edward I sau này thành lập Quốc hội Anh đầu tiên vào năm 1295. Edward I cũng có tham vọng khẳng định vị trí xứng đáng của mình với tư cách là người cai trị Scotland. Ông đã tham gia vào một số cuộc chiến chống lại người Scotland và cuối cùng đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát phần lớn đất nước này. Trong suốt triều đại của mình, vua Edward I tiếp tục theo đuổi tham vọng bành trướng và chinh phục. Ông ta đã thành công ở xứ Wales, Pháp và Scotland. Và các chiến dịch của ông đã giúp đưa nước Anh trở thành một cường quốc lớn ở châu Âu. Thập tự chinh. Cuộc thập tự chinh của vua Edward I diễn ra vào cuối thế kỷ 13, là một phần của cuộc thập tự chinh thứ 8. Ông tham gia thập tự chinh với nỗ lực giành được uy tín tôn giáo và củng cố vị trí của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo Cơ Đốc giáo ở châu Âu. Ông lên đường đến Thánh Địa vào năm 1270, nhưng cuộc thập tự chinh cuối cùng không thành công và ông quay trở lại Anh
vào năm sau đó. Bất chấp sự thất bại của cuộc thập tự chinh, danh tiếng của vua Edward với tư cách là một nhà lãnh đạo quân sự đã được củng cố, và ông tiếp tục theo đuổi tham vọng bành trướng và chinh phục của mình. Ông ta đã tham gia vào một số cuộc chiến chống lại người xứ Wales và người Scotland và đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ các nước này. Năm 1272, vua Edward I lên ngôi nước Anh sau cái chết của cha ông, vua Henry III. Ngay lập tức, ông bắt tay vào việc củng cố chính quyền của vương quốc và theo đuổi tham vọng bành trướng của mình. Trong thời gian trị vì của mình, ông đã có những đóng góp đáng kể cho việc quản lý nước Anh, bao gồm việc thành lập Quốc hội Anh đầu tiên và đưa ra các luật và cải cách mới. Nhìn chung, cuộc thập tự chinh của vua Edward I và việc ông lên ngôi sau đó đã giúp ông trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực và có ảnh hưởng ở Anh và châu Âu. Triều đại của ông đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng và mở rộng đáng kể cho nước Anh. Di sản của ông tiếp tục được ghi nhớ như là một trong những nhà cai trị thành công nhất của đất nước. Chinh phục xứ Wales. Cuộc chinh phục xứ Wales của vua Edward I là một loạt các chiến dịch và chiến tranh diễn ra vào cuối thế kỷ 13. Cuộc chinh phục được thúc đẩy bởi tham vọng của Edward nhằm mở rộng vương quốc của mình và khuất phục người xứ Wales, những người từ lâu đã là nguồn gốc của sự kháng cự và bất ổn cho vương miện Anh. Chiến dịch của Edward chống lại xứ Wales bắt đầu vào năm 1277 và trong vài năm tiếp theo, ông đã tiến hành một số cuộc xâm lược và các trận chiến chống lại người xứ Wales. Cuối cùng, ông đã thành công trong việc bắt được hoàng tử xứ Wales, Llywelyn ap Gruffudd vào năm 1282 và tuyên bố mình là người cai trị xứ Wales. Để cùng cái chết và chôn cất. Nguyên nhân chính xác về cái chết của vua Edward I vẫn chưa được biết đến, nhưng người ta tin rằng ông có thể chết vì những nguyên nhân tự nhiên như tuổi già hoặc bệnh tật. Vào thời điểm qua đời, ông 68 tuổi và sức khỏe giảm sút trong vài năm. Vua Edward I được chôn cất tại tu viện Westminster ở London, Anh, nơi mà ngày nay người ta vẫn có thể nhìn thấy ngôi mộ của ông. Cái chết của ông đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên quan trọng trong lịch sử nước Anh, và di sản của ông với tư cách là một nhà cai trị quyền lực và có năng lực tiếp tục được các nhà sử học và học giả ghi nhớ và nghiên cứu. Di sản. Di sản của vua Edward I được nhớ đến như là một trong những nhà cai trị quyền lực và có năng lực, người đã có những đóng góp đáng kể cho việc mở rộng và phát triển Vương quốc Anh. Ông được biết đến với những cuộc chinh phạt quân sự. Những đóng góp của ông cho sự phát triển của luật pháp và chính phủ Anh cũng như sự bảo trợ của ông cho nghệ thuật. Là một nhà lãnh đạo quân sự, vua Edward được nhớ đến với các cuộc chinh phục ở xứ Wales và Scotland, giúp đưa nước Anh trở thành một cường quốc ở châu Âu. Nhiều lâu đài và công sự mà ông cho xây dựng ở trong những cuộc chinh phục này vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay và là những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Vua Edward cũng được nhớ đến vì những đóng góp của ông cho sự phát triển của luật pháp và chính phủ Anh. Ông có công trong việc thiết lập khái niệm dân chủ nghị viện ở Anh, và hành động của ông đã giúp đặt nền bóng cho hệ thống chính trị hiện đại của Anh. Vua Edward là người ủng hộ nghệ thuật và triều đại của ông đã chứng kiến sự phát triển rực rỡ của các hoạt động văn hóa ở Anh. Ông đã đặt hàng một số tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, trong đó có tu viện Westminster, nơi vẫn là một trong những địa danh kiến trúc và văn hóa quan trọng nhất ở Anh cho đến ngày nay. Nhìn chung, di sản của vua Edward I được ghi nhớ là di sản của một nhà cai trị quyền lực và có năng lực, người đã có những đóng góp đáng kể cho sự mở rộng và sự phát triển thịnh vượng của Anh. Tác động của ông đối với lịch sử và văn hóa Anh tiếp tục được các học giả, nhà sử học và công chúng ghi nhớ, nghiên cứu. Và đó là tất cả những gì mà Giải Mã Bí Ẩn muốn gửi đến bạn trong video hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Giải Mã Bí Ẩn rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy video thú vị, hãy tặng cho chúng mình một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ Giải Mã Bí Ẩn. Lịch công chiếu video mới của kênh là vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.